Dạ vâng, mình xin chào toàn thể tất cả các bác và toàn thể tất cả anh em đam mê âm thanh. Thì hôm nay thứ hai đầu tuần thì bên em có cập bến về một ít sản phẩm để phục vụ tất cả các bác. Trong đó về được là ba con đáy Yamaha BC2000M và HC1500, một đôi loa Boho 36 và cũng như là về em về thêm dòng mic Soundtrack Pro 700 cho tất cả các bác chơi. Rồi, em đi vào giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cho tất cả các bác để các bác tham khảo nhé. Vâng, và đây là chiếc đáy Yamaha có mã là HC150, có dòng 2 đồng hồ vuông cực kỳ là đẹp. Dòng này nó không có quạt gió và cũng như là chạy là 24 sò thang nhà bác, sò xanh ken. Con này thì cực kỳ đẹp, phù hợp cho tất cả các bác chúng ta nghe nhạc, hoặc là với con này thì nó đánh cặp bốt, đánh cặp bốt cực kỳ là hay luôn nha bác nha. Các bác ghép bốt vào, hàng rất là đẹp nha bác. Đấy, hai đồng hồ vô giống như những cái con đặc anh của nó này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha. Con này thì về còn nguyên tem, tem cờ của Nhật này. Đó, con này chạy là 24 sò nha, 24 sò, công suất là 170W trên kênh, 170W trên kênh nha. Con này thì các bác đã ghép một đôi lobo nha, một đôi lobo, đôi lobo là 3 series 3 thì có công suất 150, còn 3 AV thì có công suất là 160, thì con này 170 thì đánh là vừa hay luôn nha bác nha, rất là ok và trưng bày lại cực kỳ đẹp. Yamaha HC1500, con này có giá là 7.7 nha bác nha, 7.7, bên em được bao ship đó, để 24 sò nha. Rồi, thứ hai là về được hai con Yamaha BC2002M. Một con dưới này thì đã có chủ nha, chỉ còn lại con trên. Đấy, hàng Yamaha BC2002M thì hiện tại đang lên giá nha bác nha, và thông báo cho tất cả bác luôn là giá bắt đầu từ bây giờ thì nhập hàng về thì giá nó lại lên nha. Đó, thứ nhất là không có hàng, thứ hai là biên đóng cửa, và thứ ba là vận chuyển khó khăn, nên là các hàng xuống công thì nó giá rất là cao, ở hàng đông mạng cũng thế, giá rất cao, nên là nhiều sản phẩm sẽ lên giá, mà cái lên giá thì em cũng không biết là chênh lệch bao nhiêu. Đấy, nói chung là em sẽ nhập về và cân đối giá, nó sẽ tốt cho tất cả bác, để các bác có nhu cầu, có khả năng để mà chơi và những cái dòng sản phẩm như thế này. Thì Yamaha 2020M thì nó sẽ có giá chênh lệch rất là nhẹ, thì hàng đẹp thì có giá là 12 năm nha bác, 12 năm. Đó, vâng, thì con dưới này thì là giá là 12 năm này, con này thì đã có chủ rồi. Đó, và con trên này thì nó nói chung là nó cũng rất ok, rất đẹp nha bác, nhưng mà chỉ có việc là nó thiếu cái trong ở đây, để mình sẽ quay đằng sau cho các bác để các bác xem. Thì con này thì về đầy đủ trong rách, thì con này có giá là 12.500 và hàng đẹp. Còn con này về nó thiếu mất cái chân nha, thiếu mất, quá trình vận chuyển thì nó mất cái chân này, và cái chạm lo của nó thì ở bên đó họ đã thay thế bằng cái chạm lo cực kỳ là chạm lo hay, đây là chạm lo 2N này, đó, rất là to nha, cái này thì bên đó họ thay thế luôn nha bác nha, đó, và thiếu mất cái chân này, nói chung là hàng nó về không đầy đủ thì em sẽ bán giá tốt cho tất cả bác hơn. Đấy, tùy giá thì em nhập vào thì nó không chênh lệch bao nhiêu. Đó, nhưng hàng thì nói chung là rất ok, rất đẹp. Vâng, và con không có chân, và như là like cái chạm lo này, đây là chạm lo riêng, chạm lo like họ đã thay,
Thì con này thì em sẽ bán với giá là 11.300.000. 11.300.000 nha bác chứ. Đó. Rẻ hơn một 1.200.000 so với là hàng đẹp. Đó. Giá rất ok nha. 11.300.000 nha bác nhé. Con Yamaha BC202M ở trên này. Còn con dưới này, con này có chủ rồi. Đó. Rồi, tiếp theo là đôi lo bốt. Bốt mã là 36 nha bác nhé. Xin lỗi, là 31. Đây là cái model đằng sau nó này bác. Model 31. À, công suất là từ 10 đến là 90W, trợ kháng là 48 ohm này. Công suất mà để đánh cái đôi lo này là còn 70W, hàng máy anh diêu ra nha. Đây các bác, máy anh diêu ra nha. Đó. Hàng chuẩn bị bãi bẫy cực kỳ là đẹp, góc cạnh này các bác nhìn, góc cạnh này rất là đẹp luôn nha, màu đen quang gỗ. Đấy, màu đen quang gỗ, góc cạnh này không có một góc nào mà nó tà, đều là vuông vánh, vuông thành xích cạnh hết. Đó, và cái canh cũng cực kỳ là đẹp nha, cái canh rất là đẹp luôn. Đó, thì đàn anh của những dòng lo này là những con bốt 4000 XL hoặc là bốt 4000 các bác. Bốt 4000 XL hoặc 4000 là giá nó cái lo nó to hơn, lo bass 25. Còn này là bass 20 nha. Một bass 20 và một chép lỗ thông hơi phía trước. Đó, hàng thì cũng bao đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn nha các bác nha. Đây các bác nhìn hàng là các bác biết. À, quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha. Em về được một đôi. Đó, cái này nghe nhạc bao phê luôn các bác. Rất đẹp. Bát huyết luôn này. Đấy, bát huyết luôn nha. Rốn lò cực kỳ là to. Đôi lò chất lượng. À, các bác nhìn góc cạnh rất là đẹp luôn. Và đôi lo này thì có giá là 8.000.000 nha bác. 8.000.000. À, bác nào chốt thì alo em này. Giá chỉ bằng cặp 301 series 2 mà 66 rồi này. Đôi lo này cực kỳ đẹp. À, giá là 8.000.000 nha bác nha. Đôi lo bốt mã là 31 nha. Rồi thì ở đây thì bên em lại tiếp tục về là được 10 tay Suntec Pro 700, dòng đàn anh của Suntec Pro 600. Đây các bác, hàng cực kỳ là đẹp nha, tay CC, hàng bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng trúng hàng Mỹ nha bác nha. À, tháo côn ra cho các bác xem. Đó. Mấy cái nhiều đa nha bác. Đấy. Các bác nhìn cái đầu côn là các bác thấy được là cái độ chất lượng của sản phẩm rồi. À, hàng là hàng bao trúng, bao chất cho tất cả các bác để các bác chơi luôn. Bao xịn sò nha bác nha, tiếng con này cực kỳ là dày và lực hát rất là nhẹ nha và nhảy hát cực kỳ hay nha bác nha. Đấy. Và hôm nay thì em về được thêm là 10 tay nha. 10 tay thì giá là có giá là 2.800.000 đối với là dây 7m và 2.600.000 đối với là dây 5m nha các bác nha. Các bạn nào muốn chơi mic có dây xịn sò thì liên hệ của Hùng để sở hữu ngay cái dòng Suntec Pro 600, Suntec Pro 700 này. Đấy, dòng đàn em của nó là 600 cũng cực kỳ hay rồi. Dòng 700 thì hay hơn, tiếng nó dày hơn, ấm hơn. Đó. Rồi ok, đó là những sản phẩm mà bên em về hôm nay. Thì mọi chi tiết mua hàng thì tất cả bác liên hệ của Hùng qua số điện thoại trên màn hình nha. Đây là những sản phẩm mình đem về.
giá thì em đảm bảo rồi. Rất cảm ơn tất cả em đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả anh em video sau.